chương trình đọc truyện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, tác giả Mikhail Alexandrovich Solokhov, dịch giả Nguyễn Thụy Ứng, số 91. Chương 166 tiếp theo. Té ra con người ta vốn dĩ đều như thế cả. Grigory vừa bước từ nhà trong ra vừa thầm nghĩ. Lúc trẻ thì hoành hành ngang ngược như điên, vốt ca tu thả cửa và đua đòi đủ mọi trò bậy bạ khác. Xong đến khi về già thì hồi trẻ càng ngang ngược bao nhiêu, bây giờ lại càng núp sau bóng Chúa bấy nhiêu. Cứ xem như ông Grisaka đấy, hai hàm răng vẫn còn như răng chó sói. Nghe nói hồi còn trẻ, ông cụ đi lính về là bao nhiêu đàn bà con gái trong thôn đều khóc dở mếu dở. Gà nhà cũng như gà rừng, chẳng chị chàng nào không qua tay. Thế mà bây giờ, chà, nếu mà mình sống được đến già thì mình sẽ chẳng đọc cái của nợ của tội này làm gì. Mình đâu phải là thằng mê nổi kinh thánh. Ở nhà mẹ vợ về, Grigory vừa đi vừa nghĩ lại câu chuyện nói với cụ Grisaka cùng những lời sấm truyền thần bí và khó hiểu trong kinh thánh. Natalia cũng chẳng nói chẳng rằng Grigory về chơi nhà lần này, nàng đã đón tiếp chồng với một thái độ nghiêm khắc khác thường. Xem ra thì tiếng ong tiếng ve về chuyện chàng ăn chơi bừa bãi và đi lại lăng nhăng với những ả trong các thôn của trấn Kaginskaya đã lọt đến tai nàng. Tối hôm chàng mới về, nàng dọn chỗ ngủ cho chồng trên giường ở nhà trong. Còn mình thì đắp một cái áo choàng bằng dạ nằm trên cái dương. Nhưng nàng không hề có một lời trách móc, cũng không gạn hỏi gì. Cả Grigory cũng lặng thinh suốt đêm, vì chàng nghĩ rằng tạm thời tốt nhất là đừng hỏi han gì vội về những nguyên nhân dẫn đến cái không khí lạnh nhạt khác thường như thế giữa hai người. Hai người lặng lẽ đi dọc theo phố vắng tanh, xa lạ với nhau hơn bao giờ hết. Từ phía nam thổi tới một làn gió ấm nhẹ nhàng, ve vuốt. Những đám mây trắng rất dày, chất chồng bên phía trời tây, đúng như thường thấy về mùa xuân. Đỉnh của những đám mây màu xanh nhạt, xốp như đường, quay tròn luôn luôn thay hình đổi dạng, chập chờn, dồn tới ven những trái núi đã bắt đầu xanh ra bên sông Đông. Một tiếng sấm đầu mùa dội lên ì ầm, khắp thôn nồng nặc cái mùi thơm dễ chịu, đầy sức sống của những cái lộc mới bung ra trên cây, cùng với mùi đất đen đã tan băng nhạt thách. Những làn sóng bạc đầu đuổi nhau trên mặt sông Đông xanh biếc tràn lan trong mùa lũ. Làn gió thổi từ miền hạ du tới, đem theo hơi ẩm rất khỏe, mùi lá mục hắc hắc và mùi cây cối đẫm nước. Một mảnh đất đã cày xong, nhọn như một cái nêm, nằm dài trên sườn một ngọn gò, nom như một mảnh vá bằng nhung đen, bốc hơi ngùn ngụt thành một làn mây mù chập chờn trên những trái núi ven sông Đông. Một con sơn ca hót say sưa ngay trên con đường, những con chuột đồng chạy ngang qua đường rít chi chí. Và bên trên tất cả, cái thế giới tràn trề sức sinh sôi nảy nở mãnh liệt và khả năng vĩ đại sáng tạo sự sống là vầng mặt trời kiêu hãnh đang ngự cao ngất. Về đến giữa thôn, Natalia dừng lại bên một cái cầu bắc qua một cái khe nhỏ. Dưới đó, nước mùa xuân vẫn còn chảy từ trong núi ra sông Đông với những tiếng bập bẹ, nghe vui như tiếng con nít. Natalia cúi xuống, làm vẻ như buộc lại dây của chiếc ủng ngắn, nhưng thật ra là để giấu không cho Grigory trông thấy mặt mình. Nàng bỗng hỏi, sao anh cứ ngậm tăm như thế?
Nhưng có gì mà nói với em bây giờ? Cũng có đấy. Chẳng hạn anh hãy kể, anh đã say túy lý như thế nào ở gần Kaginskaya, đã tằng tịu thế nào với những con. Thế là em đã biết hết rồi à? Grigory móc túi thuốc ra, bắt đầu cuốn một điếu. Cỏ đôn nhích trộn lẫn với thuốc lá nhà chồng, tỏa một hơi thơm ngọt ngọt. Grigory rít một hơi rồi hỏi lại. Như thế là em đã biết rồi à? Nghe ai nói thế? Em biết là biết, toàn thôn đều biết hết, thiếu gì người nói cho biết. Nếu đã biết rồi thì còn có gì phải kể nữa? Grigory bước những bước rất dài, tiếng chân chàng dần thưa thớt trên lớp vân gỗ lát cầu, và tiếng chân Natalia lon ton chạy theo cho kịp vang lên trong bầu không khí mùa xuân tịch mịch và trong vắt. Từ chỗ cái cầu trở đi, Natalia lại nín lặng, chốc chốc lại quệt hai dòng nước mắt tuôn ra như suối. Cuối cùng nàng cố nuốt tiếng nức nở, lắp bắp hỏi: Anh lại giở cái trò cũ à? Thôi không nói nữa, Natalia. Đồ chó dái đáng nguyền rủa, bạ chỗ nào cũng rúc mõm vào được. Tại sao anh lại làm khổ tôi lần nữa như thế? Tốt nhất là em bớt nghe những lời đờm đặt ấy đi. Chính anh đã thú nhận rồi cơ mà. Thế nào họ cũng thổi phồng với em hơn mức sự thật. Nhưng phải, anh cũng có lỗi với em một chút. Natasha, cái cuộc sống, chính nó mới là kẻ có tội đấy. Lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh cái chết, thì đôi khi cũng phải bước ra ngoài luống cày. Nom hai đứa con anh đã lớn bằng ngần ấy rồi, thế mà còn hấp háy con mắt, không còn có chút lương tâm gì nữa. Lương tâm? Grigory bật cười, nhe cả những cái răng ngầu bọt. Lương tâm thì anh đã quên không nghĩ tới nữa rồi. Trong khi cả cuộc đời mình đã bị chúng nó cướp đi mất rồi, thì còn nói gì đến lương tâm? Phải đi giết người mà cũng chẳng hiểu tất cả cái trò đâm chém lung tung như vậy để làm gì. Nhưng nói với em như thế nào bây giờ? Em không thể nào hiểu được đâu. Lúc này trong lòng em chỉ sục sôi một nỗi căm uất của người đàn bà. Em làm thế nào nghĩ được rằng tim anh đang nhức nhối, máu anh đang cạn đi, vì thế anh đã phải tìm đến vodka. Hôm nọ anh lên một cơn thần kinh, lúc ấy tim anh hoàn toàn ngừng đập, khắp người lạnh ngắt. Mặt Grigory tối sầm lại, những lời chàng nói phải dặn ra rất vất vả. Anh rất đau khổ, vì thế đã phải mò mẫm xem làm thế nào để có thể quên hết đi. Rượu cũng được, đàn bà cũng được. Em hãy hượng, để anh nói nốt đã. Cái chỗ này của anh nó nhức nhối, lúc nào cũng quặn lại. Con đường đời đã chọn không đúng rồi, mà chuyện này thì có lẽ cả anh cũng có lỗi. Bây giờ đúng là phải giảng hòa với bên đỏ, thế mà lại đi theo bọn KZ. Nhưng làm thế nào bây giờ? Ai sẽ đưa chúng ta về với chính quyền Xô Viết bây giờ? Làm thế nào mà trả cho xong món nợ chung của chúng ta bây giờ? Một nửa bọn cô giắc đã chạy sang bên kia sông Đông, những thằng còn ở lại đây thì hóa điên rồ, đất dưới chân bị lở mất rồi Natalia ạ. À, đầu óc anh đã hoàn toàn rối loạn. Ngay đến ông Grisaka của em đọc trong Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta đã làm không đúng, vốn ta không nên bạo động mới phải. Ông đã chửi cả cha em. Ông thì loạn óc rồi, bây giờ lại đến lượt anh. Em thì chỉ nghĩ được đến như thế thôi, đầu óc em không thể nào nghĩ đến chuyện khác được. Ôi dào, anh đừng có cái kiểu đánh trống lảng như thế. Đã làm những trò bậy bạ, đã bị kết tội, rồi bây giờ bao nhiêu sai trái đều đổ hết cho chiến tranh. Đàn ông các anh đều như thế cả, đồ quỷ dữ. Tôi đã vì anh mà chịu tội nợ có ít gì đâu.
Chỉ hối là lần ấy không cắt cổ đến chết thẳng đi cho rảnh. Không thể nào nói thêm với em được gì nữa đâu. Nếu em cảm thấy đau khổ thì cứ khóc đi. Nước mắt của đàn bà các em bao giờ cũng làm cho trong lòng bớt nặng nề. Còn anh bây giờ thì không an ủi được em đâu. Anh đã vấy máu đầy người thế này, vì thế không còn có thể thương ai được nữa. Còn anh, hầu như anh cũng không còn biết thương. Và ngay cả bản thân anh cũng chẳng nghĩ tới nữa. Mọi cái gì trong người anh đều đã bị chiến tranh hút hết đi rồi. Anh đã bắt đầu sợ bản thân mình. Nếu nhìn vào trong tâm hồn anh thì sẽ thấy đen ngòm như một cái giếng cạn. Hai người về tới gần nhà thì một trận mưa rất nặng hạt chéo xuống từ đám mây xám vừa ập tới. Những giọt mưa chọc thủng lớp bụi đường nhẹ lâng, nặc mùi nắng, lộp độp đập xuống những mái nhà, tỏa ra một làn hơi lạnh rung rinh mát rượi. Natalia khóc nức nở. Grigori cởi khuy áo capot, lấy một bên tà áo che cho nàng, ôm lấy nàng. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau trong cùng một chiếc áo capot, cùng bước vào trong nhà dưới trận mưa xuân đổ như chút. Chiều hôm ấy, Grigori ra sân ra súc sửa lại cái cày, thử lại những cái cánh của cái máy gieo hạt. Đứa con trai 15 tuổi của gã Semyon đầu gang lắp quàng lắp quấy lưỡi cày vào cái cày cũ của nhà Melekhov. Thằng bé đã học qua nghề thợ rèn và từ ngày bạo động, nó trở thành người thợ rèn độc nhất của thôn Tatarsky. Mọi thứ đã được sửa soạn sẵn cho công việc đồng áng mùa xuân. Vì ông Pantelei Prokofievich đã dự trữ cỏ khô đầy đủ, nên mấy con bò mộng dắt ở chuồng bò mùa xuân về rất béo tốt. Sáng sớm hôm sau, Grigori sắp sửa ra đồng cỏ. Lúc gần nửa đêm, bà Ilinitna và Dunyi Aska đã nhóm lò để làm thức ăn cho người đi cày mang ra dùng. Grigori định làm việc chừng 5 ngày, gieo ít thóc cho nhà mình và cho nhà mẹ vợ, cày khoảng 2 dc achin để trồng dưa và hướng dương, rồi sẽ gọi bố ở đại đội về để gieo hạt nốt. Một làn khói màu tím nhạt cuồn cuộn bốc lên từ trong cái ống khói của ngôi nhà thân yêu. Dunyi Aska bây giờ đã là một cô gái sẵn sàng để có thể làm mẹ. Đang lăng xăng chạy đi chạy lại, quơ củi khô vào nhà làm bếp. Grigori nhìn cái lưng ong tròn chặn và bộ ngực cao của em gái, bất giác có một ý nghĩ buồn rầu và bực bội. Con bé đã lớn phồng lên như thế này rồi đấy. Cuộc đời qua nhanh, cứ như một con ngựa dữ ấy. Hồi nó còn là một con bé thò lò mũi xanh, có phải đã lâu la gì đâu. Trước kia, những lúc nó chạy, cái đuôi sam cứ lúc lắc trên lưng, nhỏ chỉ bằng cái đuôi chuột. Thế mà bây giờ nó đã như thế này, lấy chồng được rồi còn gì. Còn mình thì đầy tóc bạc, sơ xác rạc dài, không còn da người ngợm gì nữa. Ông Grisaka nói quả cũng đúng. Đời con người chỉ loáng một cái là hết, chẳng khác gì ánh chớp mùa hè. Con người đã có một cuộc đời ngắn ngủi như vậy, thế mà cái khoảng đó lại còn bị cắt bớt thêm. Mẹ nó chứ, sao lại có trò đùa kiểu như thế? Thôi nếu thế nào thì chúng nó cũng giết, thì cứ giết ngay đi cũng được. Daria đi tới gần Grigori. Từ ngày Petro chết đi, chị chàng đã trở lại bình thường một cách nhanh chóng lạ lùng. Hồi đầu, Daria buồn rầu rĩ, mặt vàng da vì đau khổ, thậm chí còn già đi. Nhưng vừa thoảng có hơi gió xuân, mặt trời vừa tỏa nắng ấm áp một chút là nỗi đau buồn của Daria đã biến ngay đi cùng với tuyết tan. Một ánh hồng hào đã ửng lại trên cặp má dài dài. Hai con mắt mờ đi đã long lanh trở lại và dáng đi lại nhẹ nhàng ỏng ẻo như xưa.
cả những thói quen cũ cũng đã quay trở lại với Daria. Hai hàng lông mày thanh thanh hình vòng cung lại được tô đen, cặp má bóng nhẫy vì pho mát. Daria lại thích pha trò, lại hay làm Natalia bấn lên với những lời tục tĩu. Môi chị chàng càng hay chúm chím chỉ chờ dịp được cười. Sự sống đã chiến thắng vượt lên tất cả. Daria bước tới trước mặt Grigori, toét miệng cười, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra mùi thơm ngây ngất của pho mát dưa chuột. Chú Griska yêu quý, tôi cũng giúp chú được việc gì chứ? Chẳng có gì để mà giúp đâu. Chào ôi, chú Grigori Pantelejevich, chú đã trở nên nghiêm khắc đối với tôi, đối với con người góa bụa như tôi, đến thế cơ à? Cười cũng chẳng cười, vai cũng chẳng buồn động đậy nữa. Chị vào làm bữa đi thì hơn, chỉ khỏe nhe răng ra cười. Chà, cần gì phải đến tôi làm? Chị cũng có thể giúp Natalia được đấy, thằng Misatka đang lấm như mà lèm kìa. Còn có chuyện như thế cơ à? Chú thím cứ ra sức mà đẻ, để tôi phải tắm rửa cho chúng nó thay chú thím hay sao? Thật là vô nghĩa lý. Cái thím Natalia của chú thì có thể đẻ sòn sòn như con thỏ cái được đấy. Thím ấy còn cho chú hàng chục đứa nữa, bảo tôi tắm rửa cho tất cả thì đến gãy tay mất. Thôi thôi đủ rồi, chị đi đâu thì đi. Chú Grigori Pantelejevich, bây giờ trong toàn thôn chỉ còn độc một mình chú là đàn ông cho tất cả bọn đàn bà con gái đấy. Chú đừng xua đuổi tôi, để cho tôi ngắm bộ ria đen mê hồn của chú một chút, dù phải đứng từ xa cũng được. Grigori bật cười, chàng hất món tóc khỏi vầng trán đẫm mồ hôi. Đàn bà như chị dễ có mấy tay, không hiểu trước kia anh Petro đã sống với chị như thế nào. Có lẽ chị còn chưa bị kéo rách tài đấy. Chú cứ yên tâm. Daria kiêu hãnh nhận như vậy. Ả nheo mắt nhìn Grigori một cách nghịch ngợm, rồi giả dạng hốt hoảng nhìn vào trong nhà. Chà, tôi thấy thím Natalia đang đi ra ấy. Cái thím ấy của chú ghen đến là ghê, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Hôm nay ăn bữa trưa, tôi chỉ nhìn chú có một cái mà thím ấy đã sầm mặt ngay. Mới hôm qua thôi, những ả còn trẻ trong thôn đã bảo tôi. Như thế này thì còn trời đất gì nữa. Trong thôn chẳng còn một gã cô giác nào nữa. Thế mà cái anh chàng Griska nhà chị về thăm nhà cứ bám chặt lấy vợ, bảo chị em chúng tôi sống như thế nào bây giờ. Dù cho hắn có thương tích đầy người, dù cho hắn chỉ còn được một nửa trước kia, chị em chúng tôi cũng ôm lấy cái nửa ấy mà sướng chết đi được. Chị hãy bảo hắn là đêm hôm chớ có lang thang trong thôn, chúng tôi mà vớ được thì khốn đấy. Tôi bèn bảo chúng nó. Không đâu các chị ạ, cái chú Griska nhà tôi thì chỉ dấm dớ kiếm trác ở những thôn nào, chứ về đến nhà là chỉ bám lấy gấu váy Natalia chẳng rời ra chút nào cả. Gần đây hắn đã trở thành ông thánh ở nhà tôi rồi đấy. Thôi đi, chị đúng là một con chó cái. Grigori bật cười, nói không có vẻ gì ác ý. Lưỡi cứ như cái rẻ lau ấy. Tôi vốn dĩ là như thế thôi. Còn như cái thím Natalia của chú, xinh đẹp yêu kiều, tuyết sạch giá trong ấy, hôm qua đã đuổi không cho chú bén mảng tới gần đấy. Đối với con chó dái như chú thì phải như thế mới đỡ vượt ra ngoài quy củ. Thôi đi, chị thật là. Thôi, đi chỗ khác đi, chị Daria. Đừng có dính vào công việc của người khác. Nào, tôi muốn dính làm gì? Tôi chỉ muốn nói rằng cái thím Natalia của chú nó ngốc lắm. Ai đời chồng về mà làm bộ làm tịch, bỏ đi nằm trên nắp dương, làm như mình dễ vỡ như cái bánh mật ong một cô pếch không bằng. Nếu mà là tôi thì có được một gã cô giác, tôi sẽ không từ chối đâu. Lọt vào tay tôi thì một tay dũng cảm như chú tôi cũng làm cho hết hồn hết vía.
Daria nghiến răng phá lên cười, rồi vừa ngoái nhìn Grigori vừa đi vào nhà trong, đôi hoa tay bằng vàng lóng lánh. Grigori vừa buồn cười vừa ngượng, tự nhiên thấy vui vui, chẳng nghĩ bụng. Anh Petro à, anh chết đi kể cũng may đời. Con mụ này không phải Daria đâu, một con quỷ cái đấy. Dù sao, cũng có lúc nó cho anh về chầu Chúa thôi. Chương 167. Các đốm lửa cuối cùng đã tắt trong thôn Bramutkin. Tiết trời hơi giá lạnh đã phủ lên mặt các vũng nước một váng băng mỏng. Ở chỗ nào đó bên ngoài thôn, sau cánh đồng hưu canh dùng làm bãi chăn nuôi, vài con sếu về muộn xà xuống nghỉ đêm trong những gốc dạ năm ngoái. Làn gió hưu hưu thổi từ phía đông bắc, đưa đến trong thôn tiếng sếu kêu mệt mỏi, cố giữ cho khỏi vang quá to. Những tiếng kêu đó càng tô đậm, càng làm nổi bật bầu không khí tịch mịch, thanh bình của một đêm tháng tư. Bóng tối tích lại rất dày trong các khu vườn. Đâu đây có tiếng bò kêu, rồi tất cả lại lặng đi, không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa trong chừng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ lâu lâu mới có tiếng vài con vạc ăn đêm gọi nhau rầu rĩ và vô số những con vịt trời bay qua, cánh vỗ ràn rạt, phá tan bầu không khí yên lặng. Những đàn vịt trời hối hả bay tới những đầm nước ven sông Đông còn lại sau khi nước lũ rút đi. Rồi sau đó, từ dãy phố đầu thôn vẳng tới tiếng người nói, loáng thoáng ánh lửa trên những điếu thuốc, có cả những tiếng ngựa hí lẫn tiếng vó ngựa dẫm lạo xạo trên lớp bùn đóng băng. Đội trinh sát kỵ binh đã quay về thôn, có hai đại đội cô giác phiến loạn thuộc lữ đoàn độc lập số 6 đóng trong thôn. Bọn cô giác đến ở trong sân một ngôi nhà ở đầu thôn. Chúng vừa nói chuyện với nhau, vừa dắt ngựa ra chỗ chiếc xe trượt tuyết để giữa sân và lấy thóc rơm cho ngựa ăn. Có một gã cất cái giọng trầm khàn khàn, bắt đầu hát một bài theo điệu vũ. Gã dậm chân hát rõ từng tiếng như người mệt mỏi. Tôi đi thủng thẳng, chân bước nhẹ nhàng, và như gái trai thường tán tỉnh nhau, buông một câu bỡn cợt cô nàng. Lập tức, một bè nam cao phụ bay vút lên như một con chim, vượt lên trên bè trầm đang êm ả, nghe rất vui nhộn. Những câu đùa cô nàng không thích, đét, cái tát tai nhằm trúng má tôi, nàng cô giác mến thương đang tức giận sục sôi. Vài giọng trầm khác lại hòa theo vào bài hát. Nhịp điệu chuyển sang nhanh hơn, hoạt bát hơn, rồi bè nam cao cố trội hẳn lên ở những chỗ cuối câu, vang lên rất mạnh, rất vui. Tôi sắn tay phải, bạt tai cô nàng và cô nàng đứng trước mặt tôi, bừng bừng má đỏ như vang, với cái má bừng bừng đỏ ưng như vang. Mếu máo cô nói, anh với tôi có gì tình ngãi, vì anh yêu tới 7 người. Một ả quá kể là thứ 8, đến vợ anh là người thứ 9, và thứ 10 đổ khốn nạn mới là tôi. Mấy gã cô giác trong toán cảnh giới ở sau cái cối xay gió nghe thấy cả những tiếng sếu kêu lanh lảnh trên những khoảnh đất cày hoang vắng. Tiếng hát của bọn cô giác lẫn tiếng vịt trời vỗ cánh ràn rạt trên bầu trời đêm đen kịt. Chúng đang buồn bực vì phải nằm giữa đêm khuya trên mảnh đất lạnh ngắt, đông cứng vì băng giá. Không được hút thuốc, không được chuyện trò, cũng không được đi lại hoặc được đấm nhau cho ấm người. Cứ phải nằm ở giữa những cuộn hướng dương năm ngoái. Dương mắt nhìn ra khoảng đồng cỏ đen ngòm hoặc ghé tai xuống đất mà lắng nghe. Nhưng cách mình có 10 bước đã chẳng nhìn thấy quái gì nữa rồi, mà một đêm tháng tư thì có bao nhiêu tiếng loạt soạt. Qua bóng tối truyền đi bao nhiêu tiếng động đáng nghi, mà bất cứ tiếng động nào cũng có thể gây ra tâm trạng lo lắng. Phải chăng trinh sát của bọn đỏ đang hoạt động? Biết đâu chúng nó chẳng đang trườn tới. Rồi cứ có cảm tưởng như từ xa quả thật
có vẳng tới tiếng bụi rậm gãy răng rắc, tiếng thở cố ghìm nén. Một gã cô giác còn trẻ tên là Vipriakin đưa bít tất tay lên quệt giọt nước mắt ứa ra vì gã đã nhìn quá lâu, rồi huếch khuỷu tay vào thằng bên cạnh. Thằng kia đang nằm co quắp như con tôm thiu thiu ngủ, đầu gối lên cái túi rết bằng da, cái bao đạn kiểu Nhật ép đau sườn nó, nhưng nó ngại không muốn nằm lại cho thoải mái vì không muốn để khí lạnh ban đêm lọt vào trong tà áo capot khép kín. Tiếng bụi rậm loạt xoạt và tiếng thở to dần, rồi bất chợt nghe như ở ngay bên cạnh Vipriakin. Gã chống khuỷu tay nhổm dậy, ngạc nhiên nhìn một bụi cây lơ thơ như một đoạn hàng rào, và mãi sau mới nhận ra những đường nét lờ mờ của một con nhím lớn. Con nhím vội vã lần theo vết chân của một con chuột. Cái mõm nhỏ xíu như hình mõm lợn chúi xuống đất. Nó thở phì phì sát cái lưng đầy gai nhọn vào những cuộn cỏ dại khô. Rồi bất thần nó cảm thấy rằng chỉ cách nó vài bước đang có một cái gì thù địch. Nó bèn ngẩng đầu lên thì thấy có một con người đang nhìn mình. Con người ấy thở dài nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm: đồ quỷ dữ khốn kiếp, làm mình hết cả hồn vía. Con nhím vội rụt nhanh đầu, thu bốn cái chân nhỏ xíu, nằm lặng đi một phút. Nòng chỉ là một đống lông cứng, rồi nó từ từ vươn mình đạp chân xuống mặt đất lạnh, lăn đi như một đám gì xám xám, thân chạm vào những cuộn hướng dương, sát lên những đám cỏ thổ ti khô mục. Rồi tất cả trở lại yên tĩnh và trời đêm lại như trong thần thoại. Những tiếng gà gáy đợt hai đã vang lên trong thôn, trời đã sang sáng. Vài ngôi sao đầu tiên đã ló qua những đám mây thưa thớt, rồi gió quét hết mây và bầu trời bắt đầu nhìn xuống mặt đất bằng vô số những con mắt vàng óng. Ngay lúc đó, Vipriakin nghe thấy phía trước có những tiếng vó ngựa đạp rành rọt, tiếng cỏ dại gãy ràn rạc, tiếng một vật gì bằng kim khí đập lách cách, và một lát sau có cả tiếng yên ngựa cọt kẹt. Cả mấy gã cô giác cũng nghe thấy, chúng đặt ngón tay lên cò súng. Sẵn sàng, tên trung đội phó khẽ nói. Hình một người cưỡi ngựa hiện lên cắt rời trên nền trời đầy sao. Một người đang cho ngựa đi bước một hướng về cái thôn. Đứng lại! Ai? Có giấy thông hành không? Bọn cô giác đứng chồm dậy sẵn sàng nổ súng. Người kia cho ngựa đứng lại, giơ tay lên. Các đồng chí đừng bắn! Có giấy thông hành không? Các đồng chí có giấy thông hành không? Trung đội! Hượm đá, tôi chỉ có một mình, tôi đầu hàng. Anh em, hượm đá, đừng bắn, bắt sống lấy nó. Tên trung đội phó chạy đến trước mặt người cưỡi ngựa. Vipriakin nắm lấy dây cương con ngựa. Người cưỡi ngựa đưa chân qua yên, xuống ngựa. Mày là ai? Quân đỏ à? À ha, anh em ạ, đúng là bọn nó. Trên mũ lông của nó có ngôi sao đỏ đây này. Mày lọt vào tay súng chúng tao rồi, ha ha. Người cưỡi ngựa dậm chân cho đỡ tê, nói giọng đã bình tĩnh. Các đồng chí hãy đưa tôi đến gặp thủ trưởng của các đồng chí. Tôi có một tin hết sức quan trọng, cần báo cho ông ta biết. Tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn Sedoversky. Tôi đến đây để đàm phán. Trung đoàn trưởng à? Giết con rắn độc này đi, anh em. Luca, để mình khử ngay nó. Các đồng chí, lúc nào các đồng chí giết tôi mà chẳng được. Nhưng trước hết, để tôi trình bày với thủ trưởng của các đồng chí những điều đã làm tôi phải đến đây đã. Tôi nhắc lại rằng đây là một việc hết sức quan trọng. Nếu các đồng chí sợ tôi chạy, thì cứ lấy vũ khí của tôi. Người chỉ huy Hồng quân bắt đầu tháo dây đeo gươm. Tháo ngay ra, tháo ngay ra! Một gã cô giác giục. Khẩu Nagant và thanh gươm tháo ra đều trao cả cho tên trung đội phó. Khám người tên trung đoàn trưởng trung đoàn Sedoversky xem. Tên trung đội phó cưỡi lên con ngựa của người chỉ huy Hồng quân, rồi ra lệnh. Bọn kia khám xét người bị bắt. Tên trung đội phó và Vipriakin giải anh ta về thôn.
Anh ta đi bộ, gã Viarikin cầm ngang cây súng trường kiểu áo đi bên cạnh, còn tên trung đội phó thì cưỡi ngựa đi phía sau, còi bộ rất khoái trá. Cả ba lặng thinh đi 10 phút, người bị áp giải hút thuốc luôn miệng, chốc chốc lại đứng lại, kéo tà áo capot che cho que diêm khỏi bị gió thổi tắt. Mùi thuốc lá ngon làm cho gã Viarikin không nhịn được nữa. Cho tôi một điếu, gã xin. Xin mời. Gã Viarikin cầm lấy hộp thuốc bằng da kiểu hành quân còn đầy ắp. Gã lấy ra một điếu, còn hộp thuốc thì bỏ vào túi mình. Người chỉ huy kia không nói gì, nhưng một lát sau, khi đã đi tới trong thôn, anh ta mới hỏi. Các đồng chí dẫn tôi đi đâu? Đến đấy sẽ biết. Nhưng đến đâu cơ chứ? Đến chỗ đại đội trưởng. Các đồng chí hãy đưa tôi đến gặp lữ đoàn trưởng Bogatirev. Lữ trưởng không có đây. Sao lại không có đây? Tôi được biết rằng hôm qua ông ấy đã cùng với ban chỉ huy đi Bamukin và hiện giờ đang ở đây. Chuyện ấy thì chúng tôi không biết. Thôi đi các đồng chí, thôi đủ rồi. Tôi biết mà các đồng chí lại không biết. Đây cũng chẳng phải là bí mật quân sự gì, nhất là khi quân địch của các đồng chí đã được biết. Thôi đi đi, đi đi. Tôi sẽ đi, nhưng các đồng chí hãy dẫn tôi đến chỗ Bugatirev. Thôi im đi, theo đúng điều lệnh thì tôi với anh không được nói chuyện với nhau. Thế cái chuyện lấy bao thuốc lá thì điều lệnh cho phép à? Thiếu gì những chuyện như thế? Đi đi và im cái mồm, nếu không tôi sẽ lột cả áo capot đấy. Cái thằng dễ bẩn tính khiếp. Chúng gọi mãi mới lôi được tên đại đội trưởng dậy. Tên này cau có, đưa hai nắm tay lên dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, mãi không sao hiểu được gã trung đội phó sung sướng đến nở nang cả mặt mày đang nói với mình những gì. Tên nào cơ chứ? Thằng trung đoàn trưởng trung đoàn Sedoversky à? Cậu không nói khoác đấy chứ? Đưa giấy má của nó đây. Vài phút sau, hắn đã cùng người chỉ huy Hồng quân tới chỗ lữ đoàn Bogatirev. Vừa nghe tin trung đoàn trưởng trung đoàn Sedoversky bị bắt giải tới, Bogatirev nhảy chồm ngay dậy như bị rứt tóc. Hắn cài khuy quần đi ngựa, kéo dây bereten lên hai vai chắc nịch, châm cây đèn năm bấc, rồi hỏi người chỉ huy Hồng quân đứng thẳng người bên cạnh cửa. Ngài là trung đoàn trưởng trung đoàn Sedoversky. Vâng, tôi là Voronoversky, trung đoàn trưởng trung đoàn Sedoversky. Mời ngài ngồi, xin cảm ơn. Tại sao ngài đã bị bắt trong trường hợp như thế nào? Tôi tự ý đến gặp ngài, tôi có chuyện cần nói riêng với ngài. Xin ngài ra lệnh cho những người không có việc ra ngoài. Bogatirev vẫy tay một cái, tên đại đội trưởng cùng với người chỉ huy Hồng quân và người chủ nhà, một gã cựu giáo dâu ngô đang há hốc miệng đứng đấy, đều ra ngoài. Bogatirev xoa xoa cái đầu đen đen tròn xoe, cạo nhẵn thín như quả dưa hấu, ra ngồi xuống bên cạnh cái bàn, trên mình mặc độc chiếc áo sơ mi lót bẩn thỉu. Một vẻ tò mò cố giấu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn, với cặp má bểu còn hằn những vết đỏ hòn vì nằm không khéo. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.